Không cần đâu, không cần. Không cần, không cần, không cần đâu anh. Tí về cậu gì giờ tắm gì? Chưa về bọn em tắm mà. Cái ghế bẩn đấy. Thôi không sao. Về giặt ạ. Anh cầm em que. Ờ, anh em. Mình cầm dưới này. Tại quay chán lắm rồi. Đưa cái chèo nhỏ nhỉ. Ok. Ok được không? Có cái ở đằng sau, chà chà đưa cho anh cái đằng sau này. Đánh được. Đánh em nhá. Chào này đúng được lắm. Chào bị gãy một đấy rồi. Đi đi đi. Nhưng sao lại gãy ạ? Đi xuôi dòng. Đi xuôi dòng tính giờ nước đưa ra mạnh lắm. Xuôi dòng. Xuôi dòng có về mệt hết. Đi ngược dòng tí cứ thế là nó trôi về thôi. Hello mọi người. Chào các con vợ Việt Nam nhá. Chèo thuyền đêm vui lắm các bạn. Rất là vui luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cảnh chèo thuyền đêm như thế này nó vui cực kỳ luôn. Tức là để cuộc sống bây giờ phủ thì bây giờ nó cũng như các bạn thôi, nó cũng là một cuộc sống rất là bình dị. Tôi đến nhà đánh cá, đi ra tận sông Cò Gào, bốn người đi trên thuyền này vui lắm. Được rồi, mai tôi sẽ để được điện thoại ở đằng trước không? Ừ. Để được điện thoại ở đằng trước không? Chưa, chưa ở đằng sau này không nhìn thấy cái gì cả, tại vì tối lắm. Từ á, lái nó vỡ dưới cao lên. Đấy. Đấy, cái gì chưa? Chỉ thấy dạ. Chỗ nào trong soi đèn thì mới thấy thôi. Ok. Thì mỗi cái đèn. Anh ấy lên tận cầu rào dã man chưa? Ơ, thế ở dưới kia là cầu gì? Cầu rào. Thế sao mọi người lại xuôi về đây nhỉ? Xuôi được cũng xong rồi. Xuôi được cũng giỏi. Bà con vui lắm. Chào trên buổi tối. Pin yếu rồi. Thế. Pin yếu. Dạ đó. Có 20% đúng không? Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Anh em vui không? Chèo thuyền đêm rất là vui. Nghe năm nay cho bà con đến phủ chèo thuyền thoải mái. Đến bến ngoài sông chèo đi các nơi. Máy của vợ mà. Các bạn nhìn gì chưa? Chưa không? Thấy không? Ú hòa gì ở đây anh Phúc Bình này. Anh Phúc Bình anh bảo là hai vợ chồng như ú. Ở kia có thuyền đang tới đâu ấy. Bốn người đi ra bánh. Thuyền nó tối kìa. Đi dịch vào đi. Đi dịch vào đi không thuyền đấy.
sẽ thả trôi về phủ các bạn nhé, rất là thích. Ok chào anh em nhé. Chúc anh em may mắn. Tôi đang chèo thuyền đêm thôi, nó vui lắm bởi vì đang ở mặt sông Cầu Rào các bạn ạ, đang ở mặt sông Cầu Rào đang chèo bởi vì rất thích một cái là nó có chỗ khuẩn vợ, nó có chỗ khuẩn, có chỗ hết đà. Mình đang chèo vui các bạn mà. Phủ thì hôm qua mình có nói cái bảng của mình ấy, phải ra là phải ra ít nhất là trong ngày hôm nay và ngày mai nó phải ra. Bảng ngày hôm nay của mình là nó có chỗ 7 số thôi, nó có tất cả là 7 số. Đây chèo đó mày. Em không vào nữa rồi. Nước nó xoáy à? Nó xoáy nước tràn vào không đủ lực. Nào như Triệu Tử Long này. Nhìn chưa? Ừ. Bạn nhìn chưa? Nhìn chưa? Ừ nhỉ. Chèo này là biết có chèo, không biết chèo là nó lắm. Cái thuyền xốp này nó rất là lồi. Nhưng mà nó khuyết điểm của nó là lồi. Nhưng mà nó lại rất là khó lái, nó chưa biết nhưng mà nó nhanh thì luôn. Xoay vòng 100 độ cho bạn xem nhé. Ừ. Xoay vòng tròn á. Bước dứt khoát nha. Bước dứt khoát nha. Được rồi. Bước dứt gần là bước khoát. Bước dứt kiểu bước đôi. Bước đôi nguy hiểm lắm. Bước nào phải bước phát ở lên luôn. Không có nhập nhằng cũng gì cả. Thì nó không bị lật thuyền. Siêu nhở, thuyền này ngồi được 5 người đấy nhở? Dạ. Thuyền này ngồi được 5 người đấy nhở? Tất cả thuyền này vừa rồi là 4 người. Ừ. Tổng chi là thuyền này ngồi tầm 8 người. Mà ngồi mà toàn người lặng nữa chứ. Thuyền này ngồi được 8 người tất cả. Bốn người đấy đã tầm hơn 200 cân rồi. Thuyền này ngồi được là tầm 8 người. 8 người. Ừ. Hết chỗ cái thuyền này. Ngồi được 8 người. Trong phải buộc ngắn lại. Đấy anh em nhá. Cái thuyền này nó làm bằng bạt. Dưới là bọc xốp, thuyền là bằng bạt. Dưới bọc xốp mà do chính mình là người chế tác cái thuyền này ra. Mình là người chế tác cái thuyền này ra. Các bạn có hiểu không? Đó. Đây này. Mình là người chế tác cái thuyền này ra. Con này giờ lắp động cơ 12V, DC 12V, lẹn thì thôi rồi luôn. Con này tôi sẽ về thiết kế cho các bạn một con motor 12V, lắp vào mà chạy thì đỉnh luôn. Tôi tầm 70 cân.
70 cân. Đấy các bạn nhìn chưa? Cái này là 70 cân. 70 cân mà đi 4 người 70 cân. Con này chở bình thường, con này chở thêm được tầm tổng nếu như mà ngồi gọn vào 8 người ngồi ngồi vừa khít luôn. Nó chuẩn mà. Tôi nói với anh em đây là nhiều anh em có thể là cười tôi ở trong góc độ là cười. Cười tôi là vì cái thuyền xốp này làm là không chạy được. Nhưng mà thuyền xốp này tôi đi có bị lật đâu. Không hề bị lật. Đi còn dễ đi hơn cả thuyền đi còn dễ đi hơn cả thuyền thuyền kia. Đi còn dễ đi hơn cả thuyền thuyền gỗ. Cực dễ đi và cực nhẹ. Chèo thuyền không mệt, không mất sức. Rất là nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ. Chỉ cần chơi xong chán đưa lên bờ phơi khô. Thế thôi. Bao giờ lại thích lại đưa xuống nước, ngâm dưới nước, lại đi ầm ầm. Đi được trong vòng một tuần, đến 10 ngày, một tuần nhấc lên, lại phơi, phơi để cho nó xốp, nó nhẹ đi, nó dốc nước ra. Nó dốc nước ra thì bắt đầu lại tiếp tục, lại đi tiếp, thoải mái. Cái thuyền này nó phải được tầm 10 ngày, liên tiếp, chơi được 10 ngày. Người dưới nước, nếu như mà các bạn mà cứ trèo, chạy thì thoải mái, không phải nghĩ gọi gì cả. Gãy ra được. Tôi nói cái xốp của tôi, thuyền xốp của tôi đẳng cấp luôn. Nói về đẳng cấp thì thuyền của tôi làm nó không ai chê được. Thôi chào cộng đồng anh em nhé. Chào bà con. Chào mọi người. Sự yêu thương, chia sẻ, sự yêu mến. Mình là chủ của Phú Đức ở Đồng Sai, thành phố Hải Phòng. Hiện giờ đang ở đường Hàm Nghi, thành phố Hải Phòng. Nếu như anh em nào, cộng đồng nào mà có nhu cầu về Phủ chơi trong thời điểm này thì qua 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 các bạn xuống Phủ chơi thoải mái, tiếp đón tất cả bà con. Nếu như các bạn xem tâm linh thì để qua 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tôi sẽ giúp đỡ cho bà con. Còn đối với cộng đồng nào mà bà con nào mà có nhu cầu, có công việc gì thực sự là cần gặp, tôi sẽ sắp xếp trong thời gian này. Phủ thì đang xây dựng rất là khó khăn. Số điện thoại của Phủ Lâm Đức là các bạn liên lạc là 037 4375 9999. Số điện thoại của Phủ Long Đức là số điện thoại đã được đọc lên. Còn số tài khoản của Phú Đức là chịu. Mã số tài khoản của Phú Đức là, chủ tài khoản là Nguyễn Hoài Đức. Mã số tài khoản là 107002265853 Vietinbank chi nhánh ở Hải Phòng. Ngoài ra chấm hết. Thôi chào bà con anh em nhé. Chúc anh em may mắn, mọi sự tốt lành đến với cộng đồng. Tránh trường hợp lừa đảo trong các Facebook, lừa đảo xin tiền, xin thẻ cào. Anh em hãy nhắn tin trong Zalo, Viber, Line. Và nếu như các bạn yêu quý tôi, hãy chia sẻ clip nhé. Clip của Phủ Long Đức. Những cái live stream này. Chịu. Trong máy trộn bê tông. Tất cả mọi người cứ gặp thoải mái. Chúc anh em thoải mái nhá. Và yêu thương. Tôi cũng có lời nói yêu thương với cộng đồng là nếu như bà con nào mà cảm thấy yêu quý Phổ, yêu quý những gì tôi đang làm mà cùng tôi làm, thì các bạn có thể đến với tôi. Trong thời gian này Phổ đang rất là khó khăn về công việc, đang bế tắc. Nếu như các bạn mà giúp đỡ được cái gì cho Phổ, ủng hộ được cái gì cho Phổ thì tôi cảm ơn thay mặt cộng đồng, cảm ơn bà con, mọi người. Còn bà con nào mà giúp được cái gì thì hãy làm mà không nghĩ ngợi một điều gì cả. Tôi cũng có lời nói này với tất cả bà con. Thực sự là nếu như mà có điều gì giúp đỡ được, thực sự giúp đỡ được gì cho cộng đồng, giúp đỡ gì cho bà con trong công việc thì tôi ủng hộ. Còn dự đoán những cái gì thì ngày nào tôi cũng dự đoán thôi. Tôi cũng nói luôn anh em là ngày hôm nay tôi đã báo ngày hôm qua là cái bảng của tôi là ngày hôm nay là phải ra. Cái bảng 28 số mà lọc đi là bỏ lấy chẵn nè, lẻ chẵn. Bỏ đi lấy gọi là bỏ bắc, nam trung,
mà bắt chẵn lẻ thì các bạn xem là còn bao nhiêu số tự động bỏ vào. Còn nếu như mà các bạn thích, cảm thấy mà thích nữa thì trong vài ngày nữa, tôi đang xây dựng cái kè sông rất là khó khăn, thì tôi sẽ cho các bạn một cái duyên thôi, cái lọc. Là ngày hôm qua là tôi đã đọc cho các bạn cái mã rồi đấy. Cứ đúng cái mã đấy, một tuần 7 ngày ra được thông 5 ngày, mỗi ngày chỉ 5 đến 7 số thôi. Bởi vì cái đó là cái duyên của tôi thôi, tặng cho cộng đồng anh em, tặng cho bà con, tặng cho mọi người. Mà cũng rất là mong muốn làm sao mà mọi việc nó tốt đến với bà con và anh em để được ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian này. Sợ bè xỉu chẳng ạ, không có gì phải lo đâu. Không có gì phải ngại cả. Chuẩn bị đầu 7, đầu 9 ấy, là nó sẽ ra. Mà trong đấy là cái bộ tôi đã bắt. Thì cái đó là không chạy được. Nó chỉ chậm một ngày, ngày thứ hai, chậm nhất đến ngày thứ ba là phải ra, không đến ngày thứ tư. Chỉ được phép. Còn cái dàn của tôi ấy, nó cứ liên tục nó ra. Cứ cách một ngày nó ra, cách một ngày nó ra, cách một ngày nó ra. Đó. Mà lúc nào... Không phải đâu, nó tựa gầm mới ra, nó mốc ấy, nó ẩm thấp, nó mốc, nó lên, nó hơi ấy. Đất nó thối, mùi nó hôi ấy. Mẹ. Nhưng mà chỗ này thì bảo bà Loan cho mèo ăn, bắt một con mèo ra đây, nhốt ở đây, ngoài này. Cho nó ăn thì nó mới vào. Cái này là cái duyên của tôi.